Trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà khoa học công nghệ phát triển nhanh như vũ bão đã đặt ra cho cơ quan báo chí những yêu cầu, trọng trách vô cùng to lớn. Để có cái nhìn đúng đắn, khách quan về không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội và tìm ra giải pháp cho hệ thống truyền thông báo chí trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội. Sáng ngày 27 tháng 10, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo vai trò của báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam trước sự phát triển của không gian mạng. Tham dự hội thảo có Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách khoa học Viện báo chí và truyền thông Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng các đại biểu đại diện cho các phòng ban, các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao biểu dương tinh thần và nỗ lực phấn đấu suốt thời gian qua của các cơ quan báo chí trong toàn hệ thống. Hiện nay, với sự phát triển của không gian mạng đòi hỏi báo chí, người làm báo phải thay đổi cách tiếp cận và truyền tải thông tin. Tại hội thảo, đại diện các cơ quan đã cùng thảo luận về các vấn đề ảnh hưởng từ sự phát triển thông tin trên không gian mạng để báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam làm sao ngày một ổn định và phát triển, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị, mang tính khách quan, tính định hướng cao, thu hút đông đảo bạn đọc. Mặc dù là chúng ta cần cái độ nhạy về mặt thông tin, nhạy về mặt thông tin phải cần phải có thông tin thật nhanh, nhưng mà nhanh nhưng mà chúng ta luôn luôn phải có một cái độ lùi nhất định. Chứ chúng ta không thể đi theo chạy theo những thông tin mà hiện nay liên tục cập nhật. Ở đây tính là có một quy trình rất chặt chẽ. Vì vậy cho nên là các cơ quan báo chí nên chăng phải có những cái quy trình tổ chức sản xuất nó chặt chẽ hơn. Mặc dù là chúng ta có thể kết nối với các Facebook hoặc các cái mạng xã hội khác để chúng ta có thể mở rộng trong nhau quy trình điện, thì chúng ta vẫn phải tập trung làm sao mà tổ chức sản xuất nội dung tốt nhất có thể. Do là chúng tôi sắp nhập, thấy ra là cái tiêu chí của chúng tôi là báo chí trong cái phát triển này thì là phải đổi mới. Cái thứ hai là phải có thích ứng linh hoạt. Thứ ba là phải kiểm soát hiệu quả. Và thứ tư là phải sống chung có lợi của các mạng xã hội. Thì tôi xin phép nói lại những ý kiến của các đồng nghiệp đã đưa ra, bởi vì trong đó cũng có ý kiến của tờ báo chúng tôi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ một vấn đề là như thế này. Từ năm 2020, Ban Bí thư đã có cái chỉ thị số 43 nói về là gì, là báo chí bây giờ đang bị sức tác động rất lớn của mạng xã hội. Bị chi phối, bị lấn át và nó tạo ra rất nhiều tác hại. Chúng ta cũng nhìn nhận một cách rất rõ ràng là vừa xong là gì, là báo chí của chúng ta, báo chí chính thống bị cuốn theo tất cả những cái trào lưu của mạng xã hội, từ Công Vinh, Thủy Tiên, Phương Hằng hay bất cứ một vấn đề nào đó, nó tạo ra hiệu ứng xã hội rất là lớn. Điều đó cho thấy là gì, là chúng ta các cơ quan báo chí giờ đang chịu rất nhiều áp lực và thách thức từ mạng xã hội. Vậy chúng ta tiếp cận như thế nào? Chúng ta có phải sống chung với nó? Và chúng ta là cơ quan báo chí thì cái mà tôi cũng vẫn tâm niệm là gì, cơ quan báo chí thì cái cần nhất là nội dung. Bởi vì chúng ta không thể nào đua với mạng xã hội về độ nhanh nhạy được, đúng không ạ? Và vì thế như đồng chí đã nói là gì, là nội dung thì là nội dung là chủ chốt, nhưng mà công nghệ thì là nước ngoài. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay là rất lớn. Vì vậy, để hoạt động báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam phát huy được thế mạnh, thực hiện đúng vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin hữu hiệu của Đảng, Nhà nước giao phó trên từng giấy phép xuất bản của từng cơ quan báo chí, thì các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, phải đặt ra và thực hiện lộ trình, phương hướng phát triển của mình, đề ra những biện pháp để khắc phục khó khăn tồn tại để đưa cơ quan báo chí của mình thực sự là công cụ thông tin tuyên truyền có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của Liên hiệp Hội Việt Nam.